bạn đang tìm kiếm một cần cầu di động. Bạn đã tìm thấy một máy phù hợp trên Internet. Sau đó, sẽ rất tốt nếu tìm một dịch vụ độc lập để kiểm tra. Có một mạng lưới các thanh tra cần cầu đã qua sử dụng ở châu Âu. Ban quản lý của Đức có thể tổ chức kiểm tra các cần cầu đã qua sử dụng ở nhiều quốc gia. Hiện tại, các thanh tra viên đã có mặt tại hơn 25 quốc gia. Kỹ thuật viên được đào tạo đặc biệt để kiểm tra cần cầu đã qua sử dụng. Kiểm tra chức năng được thực hiện trong mỗi lần kiểm tra. Thanh tra chụp rất nhiều ảnh và video về cần cầu tại nơi làm việc. Báo cáo chi tiết được viết trong quá trình thử nghiệm và kiểm tra. Điều này cho phép bạn đánh giá chất lượng của cần cầu đã qua sử dụng một cách thoải mái ngay tại văn phòng của mình. Các kỹ sư đang ở hiện trường và đánh giá cần cầu cho bạn. Ví dụ, chi phí kiểm tra cần trục thấp hơn nhiều so với việc thay lốp cần trục hoặc niêm phong xi si lanh ống lồng. Thanh tra có sẵn ở châu Âu, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Hoa Kỳ bạn có câu hỏi nào không bạn có muốn biết nó có giá bao nhiêu không xin vui lòng liên hệ với chúng tôi